chào quý vị và các bạn. Ngày làm việc cuối trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, thời tiết trên cả ba miền đất nước đều chung trạng thái có nắng vào ban ngày, có nơi nắng mạnh. Sau đó sang ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Ở Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, trời vẫn tạnh ráo, không mưa và nắng mạnh vào ban ngày. Thời tiết oi nóng với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 33 cho đến 34 độ, giảm nhẹ khoảng 1 độ so với ngày hôm nay. Sau đó từ khoảng tối và đêm mai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ được thiết lập, khiến những cơn mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng với dông sét và gió giật. Dự báo mưa sẽ kéo dài cả trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, với thời gian mưa lui về thời điểm muộn trong ngày. Với miền Trung, ngày mai chưa có hình thế đặc biệt nào chi phối, nên suốt khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, trời có nắng và nền nhiệt trưa chiều đồng loạt tăng lên 34-35 độ. Nắng nóng xảy ra cục bộ tại vùng núi phía Tây với mức nhiệt trên 36 độ. Chiều tối, mưa xuất hiện vài nơi ở phía Nam Trung Bộ. Ở phía Nam, ngày mai gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, nên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng vào trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ ở vùng cao nguyên và từ 32 cho đến 34 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khác. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện rải rác nhưng không kéo dài lâu. Trên biển, trên toàn bộ Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến duy trì gió nhẹ khoảng cấp 3 đến cấp 4 nên sóng thấp, biển êm. Khu vực Bắc Biển Đông trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn lại khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 30 tháng 8 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.